Hello, xin chào các em. Hôm nay chúng mình sẽ học tiếng Trung theo một cái video nữa nhé. Xin các em xem cái video nào. Nào, quay trở lại nào. Các bạn có nghe hiểu được gì không? Bây giờ chúng mình sẽ phân tích xem câu nói của cậu bé nhé. Xem câu đầu tiên của bé nói là gì? Xem câu đầu tiên nhá. Mama, cao su wo. Mama là mẹ, đúng không? Cao su là bảo, chỉ bảo. Wo, tôi, đúng không? Mama cao su wo, mẹ bảo tôi. Wo de wán chư nghĩa là wán chư là đồ chơi, đúng không? Rồi chữ tờ là giống như chữ của nhé, của. Thế là wo de wán chư nghĩa là đồ chơi của tôi. Có thể tự chỉ chi phối, có thể tự chỉ tự mình, tự chỉ chi phối là chi phối. Thế là 我的玩具可以自己支配, đồ chơi của tôi có thể tự mình chi phối, đúng không? 不想借给小朋友的时候, ở trong câu này có một cái ngữ pháp nhé. Cái gì the时候 nghĩa là khi, lúc, đúng không? Nó để ở đằng sau, nhưng mà lúc mình dịch sang tiếng Việt phải để ở bên trên, để ở đầu câu nhé. Cái gì the时候 chính là khi, đúng không? Khi cái gì đó, đúng không? Thế là bù xiảng chia cái xiao peng yao, bù xiảng là không muốn, chia là mượn, chia cái mượn cho, xiao peng yao chính là các bạn nhỏ. Thế là không muốn mượn cho các bạn nhỏ, thế là tờ sứ hâu, thế là khi lúc, đúng không? Thế là dịch sang tiếng Việt là khi tôi không muốn mượn cho các bạn nhỏ, bù xiảng chia cái xiao peng yao de shi hou. Tiếp theo là wo ke yi ju jue, tôi ke yi có thể ju jue là từ chối, ju jue từ chối. Wo ke yi ju jue chính là tôi có thể từ chối. Tiếp theo là mama shuo là mẹ nói, mama shuo, shuo là nói, đúng không? Nào xem tiếp nha. Wo bu kai xin de shi hou, là de shi hou có nghĩa là khi, lúc. Ở tiếng Trung Quốc là nó để ở đằng sau nha. Wo bu kai xin, tôi bu kai xin không vui. Thế là wo bu kai xin de shi hou nghĩa là khi tôi không vui. Có thể phát phí chi, có thể là có thể, phát phí chi là giận dỗi. Có thể phát phí chi, có thể giận dỗi. Tàn sư, nhưng, tàn sư, nhưng. Bù nâng sang hại tự chỉ. Bù nâng là không thể, không được. Sang hai làm tổn thương tự chỉ tự mình, đúng không? Bù nâng sang hai tự chỉ
không được làm tổn thương tự mình. Hỡ ai vỗ tờ rấn, hỡ là và đúng không, ai vỗ tờ rấn dịch sang là những người mà yêu tôi. Có chữ tờ này rồi nhá mọi người, lúc dịch là phải cho cái đằng sau của tờ lên trước. Ai vỗ tờ rấn chính là người mà yêu tôi. Tiếp theo là vỗ khở gì phan chua, vỗ tôi đúng không, khở gì có thể, phan chua là làm sai, phan chua làm sai. Vỗ khở gì phan chua, tôi có thể làm sai. Tàn sư nhưng, vỗ giao dũng cảm chẳng tan chớ rừng. Vỗ tôi giao là phải đúng không, dũng cảm là dũng cảm, chẳng tan là gánh chịu, chịu chớ rừng trách nhiệm. Vỗ giao dũng cảm chẳng tan chớ rừng, tôi phải dũng cảm gánh chịu trách nhiệm. Chúng tôi y chỉ cùng nhau ván ní ba, ván là chơi rồi đúng không, ván chơi, ní ba là đất bùn. Vừa mới y chỉ ván ní ba, chúng tôi cùng nhau chơi đất bùn. Tha hải huy tuân xa lại cân vỏ khan. Tha ở trong này là chỉ mẹ nhé. Tha, tha chỉ mẹ. Thế là hải huy là cũng sẽ tuân xa lại. Tuân xa lại nghĩa là ngồi xuống, tuân xa lại. Cân vỏ khan, cân là cùng. Vợ cùng tôi khan xem. Tha hải huy tuân xa lại cân vợ khan. Mẹ cũng sẽ ngồi xuống cùng tôi xem. Đúng không? Tha hải huy tuân xa lại cân vợ khan. Xiào mã gì ban gia. Xiào mã gì, xiào là nhỏ đúng không? Mã gì là con kiến. Xiào mã gì, con kiến nhỏ. Ban gia là chuyển nhà nhé. Xiào mã gì ban gia, con kiến nhỏ chuyển nhà. Tha suo tha yao wo huo cheng zi ji de yang zi. Tha suo mẹ nói. Tha yao wo, yao ở trong này là muốn nhé. Tha yao wo mẹ muốn tôi hóa thành tự kỷ của dạng tử, hóa chữ hóa là sống, sống hóa thành chính là sống, sống theo tự kỷ của dạng tử chính là cách của mình. Thế là cả câu đấy là mẹ nói mẹ muốn tôi sống theo cách của mình. Tha suo tha yao wo hóa thành tự kỷ của dạng tử. Ở bố sư tha xỉ hoan đà giang zi. Ở bố sư chứ không phải là. Ở bố sư chứ không phải là. Ở bố sư chứ không phải là. Tha xỉ hoan đà giang zi. Chứ không phải là sống theo cách mà mẹ thích. Đúng không? Ở bố sư tha xỉ hoan đà giang zi. Chứ không phải là sống theo cách mà mẹ thích. Mama, wo ai ni, mẹ, con yêu mẹ, đúng không? Bì xin là kiểu dùng tay làm trái tim, bì xin. Rồi, mumma, chính là tiếng hôn, đúng không? Mumma. Rồi, thì bây giờ đọc theo em một lần nhé. Mama, cao su wo, wo de wan ju, ke yi zi zi. 支配，不想借给小朋友的时候，我可以拒绝。
妈妈说：“我不开心的时候，可以发脾气，但是不能伤害自己和爱我的人。我可以犯错，但是我要勇敢承担责任。我们一起玩泥巴。” 他还会蹲下来跟我看小蚂蚁搬家。他说他要我活成自己的样子，而不是他喜欢的样子。妈妈，我爱你，比心。Nào, thì bây giờ các em đã hiểu rõ về nội dung ở trong cái clip rồi đúng không? Thì ở trong nội dung clip đấy là nó có hai cái ngữ pháp. Cái đầu tiên chính là cái gì tờ sứ hậu khi lúc đúng không, lúc làm gì khi làm gì đúng không. Nào xem câu ví dụ của nó. Khi tôi đến nhà bạn ấy đã đi rồi. Khi tôi đến nhà bạn ấy là để ở đằng sau nhá, tờ sứ hậu để ở đằng sau thì là wo tao tha cha tờ sứ hậu khi tôi đến nhà bạn ấy đã đi rồi, bạn ấy là tha đã gì chinh đi dậu là rồi dậu là 我到他家的时候, khi tôi đến nhà bạn ấy, 他已经走了, bạn ấy đã đi rồi, nha. Rồi xem ngữ pháp của câu thứ hai. Chữ tờ ở trong đây là nó là mà. Xem câu ví dụ nhé. Người mà làm tổn thương tôi. Người mà làm tổn thương tôi. Ngược lại nhá, làm tổn thương là sang hai đúng không, sang hai làm tổn thương, làm tổn thương tôi chính là sang hai của người mà làm tổn thương tôi chính là sang hai của tờ rấn, sang hai của tờ rấn nhá. Đấy, thế như thế là các bạn đã biết chưa, mình nghe xong biết rồi mình phải biết dùng nữa nhé. Cho nên là bọn em lấy cái hai cái ngữ pháp này đặt câu cho anh comment ở dưới đây, đặt nhiều, đặt càng nhiều càng tốt, dùng cái hai cái ngữ pháp này đặt nhiều câu vào comment ở dưới đây. Và các em muốn lấy cái tài liệu mà anh đang dạy ấy có thể comment địa chỉ email cho anh sẽ gửi vào email cho. Thế nhá, thế là hẹn gặp lại buổi sau nhá. Bye bye.